Bon HTD hôm nay ra thăm cái cây bông trang của mình và có ý định là tạo dáng cho nó. Ở đây là bông trang màu cam các bạn, bông trang lá nhỏ, nhưng mà nhìn xét thấy là cái thế của cây bông trang này nó không được hoàn hảo lắm các bạn, cho nên là mình có dự định là mình sẽ chiết, mình sẽ giữ lại cái phần này, hai cái nhánh này giữ lại làm một cái thân lớn, còn cái phần bên này mình sẽ chiết ra nha các bạn. Mình chiết ra, mình lấy thêm một cây nữa nằm bên phía bên này, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn xem để tham khảo ha. Tiếp tục là mình khoanh cái lớp vỏ này ha. Lột cái lớp vỏ ra. Lần đầu tiên mình chiết ở trên cây cái bông trang này các bạn chờ xem nó có thành công hay không, thì mình sẽ chia sẻ luôn cho các bạn xem. Mình có thêm một cái cây bên này mình chơi, từ đây ra đây nó đơ quá, cho nên là mình phải bỏ đoạn này đi, mình uống bên này. Các bạn nhớ đừng quên cạo cái lớp này cho kỹ nha, cạo cái lớp này cho kỹ vào. Rồi mình để ráo nha, làm như vậy xong rồi mình để ráo khoảng tuần sau rồi mình mới bó giá thể vào. Đây là cái cành hôm trước mình đã khoanh và đã lột vỏ cách đây một tuần các bạn. Thì trước khi mà mình bó bầu thì mình cũng nói lại sơ sơ cho các bạn. Mình lột vỏ rồi mình gọt sạch cái lớp này. Mục đích là mình không cho nó di chuyển chất dinh dưỡng từ đây lên đây. Nguyên tắc nó là như vậy. Mình cạo vậy này. Khi mình lột vỏ xong là mình cạo sạch cái lớp nhựa của nó ha. Sạch thiệt sạch. Như vậy. Rồi mình để ráo một tuần. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành bó bầu ha. Mình bó bằng sơ dừa và một ít đất các bạn. Đây sơ dừa đây. Đó, sơ dừa mình xé nhỏ ra và mình ngâm trong nước. Đây ha, mình ngâm trong nước. Cái cành này nó cũng già lắm cho nên mình cũng cho nó một ít kết rễ các bạn, bỏ vào trong nước á. Đây, không cần cũng được, nhưng mà hôm nay mình sẵn mình có cái thuốc kết rễ đây thì mình cho nó kết rễ cho nó nhanh. Đây là cái loại kết rễ N3M, có thể là các bạn ra tiệm cây cảnh mua, giá cái này cũng rẻ các bạn. Hôm trước mình mua cỡ 40-50 ngàn gì quên rồi, cái khoảng đó. Cái này dùng cũng rất là tốt, lọ 100 gram ha. Mình có thể là mình đọc công dụng trong này rồi mình pha cho đúng tỷ lệ trong đó ha các bạn ha. Thì cái này thì mình làm mình pha vừa thôi, một xíu thôi, không cần pha cũng được, không cần thuốc kích rễ cũng được. Mình sẵn có đây mình xài chứ để lâu nó cũng hư các bạn. Đây, nhiêu đây thôi. Đó. Mình bỏ ra trong nắp, mình cho có chừng ha, mình bỏ trong nước ha. Ngâm nó 5-10 phút gì đó. Đây, trộn sờ cho một ít đất đây ha. Đây, mình trộn đất này, ha. Trộn đều trong đất, bỏ trong bịch. Bỏ vô bịch ha. Rưới vào đây miếng nước ha. Dùng dây thun hoặc là cái dây gút này cột lại, mình có sẵn cái dây gút đây ha.
Đây mình sẽ cứa ngang một đường. Lấy dao mình cứa đây. Cho cái bịch mình rách ra luôn. Đó. Làm như vậy rất là gọn. Rồi mình sẽ ôm vào trong ngay cái chỗ này và bó lại. Rồi. Các bạn chờ xem nó ra rễ, mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Và đây cái cách mà mình chiết cái cây bông trang. Tới nay nó cũng hơn một tháng rồi các bạn. Cái này mình lấy khẩu trang mình che lại cho nó mát. Ngay chỗ cái mình bó giá thể ha. Nên mình dỡ ra mình coi. Coi thử nó như thế nào nha. Vì cái nhánh này nó già cho nên là hơn một tháng rồi nó mới có rễ các bạn. Cái gốc bên này rễ nhỏ, ra rễ các bạn. Trắng 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 đó. Mình xoay qua bên này coi. Bên này rễ rất là nhiều. Vì cái hướng bên này nó mát các bạn. Mình để hướng bên trong tường. Bên này nó mát, nó ra rễ rất nhiều. Hôm nay mình sẽ cắt ra nha. Đây có một cái nhánh nó bị gãy các bạn. Hôm trước nó hai nhánh. Vô tình như thế nào nó bị gãy. Mấy đứa nhỏ nó bóng thì phải. Nó đụng vô đây và nó bị gãy ha các bạn ha. Đó. Nhưng mà không sao, mình còn một cái nhánh này. Có bông rồi các bạn. Cây này có bông rất nhiều. Đó. Bông rất đẹp, bông trang. Nên mình nhân giống ra mình trồng thêm vài cây ha các bạn ha. Mình làm thử nghiệm một nhánh này cho các bạn xem. Và hôm nay nó có kết quả các bạn. Rất thành công. Bây giờ mình cắt ra ha các bạn ha. Đây ha. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ đi trồng luôn ha. Mình trồng vào giá thể bình thường đó các bạn. Mình ra ngoài cái tiệm cây cảnh mình mua đất trồng cây cảnh. Nó gồm có sơ dừa, tro, trấu và một số đất. Đây là mình sử dụng đất này nha các bạn. Đất của cơ sở Tân Đạt các bạn. Đây nè. Đất sạch Tân Đạt mua ngoài tiệm cây cảnh, bao nhỏ này 30 ngàn, sơ dừa cũng 30 ngàn, trộn lại hoặc là mình để mình trồng không với loại đất này cũng được. Xong xuôi các bạn tưới sơ một lớp nước nha. Tưới sơ lớp nước. Và để trong mát cho các bạn. Vì cái cây mới cắt ra đang còn yếu, các bạn dưỡng nó ở trong mát rồi từ từ đưa ra ngoài nắng. Ở clip chia sẻ về cách nhân giống chiếc cành cây bông trang này của mình tới đây là kết thúc. Các bạn là lần đầu tiên đến với kênh mình, vui lòng nhấn like, nhấn đăng ký kênh để theo dõi clip tiếp theo. Xin chào và xin chúc tất cả các bạn sức khỏe.